Giá gia cầm hôm nay ngày 21 tháng 8, vịt thịt miền Bắc vẫn được giá. Giá gà công nghiệp có xu hướng giảm. Cập nhật giá gia cầm hôm nay ngày 21 tháng 8. Chúng tôi thấy giá vịt thịt giao dịch tại các vùng ở miền Bắc vẫn ở mức khá cao. Giá gà công nghiệp bán ra tại các trại ở Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang vẫn đang có xu hướng giảm thêm. Giá vịt thịt hôm nay, vịt thịt miền Bắc dễ bán. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay với phóng viên dân Việt, một số chủ trang trại nuôi vịt ở Hà Nội Bắc Giang cho biết, giá vịt thịt hôm nay không có biến động mà vẫn ở mức khá đảm bảo cho người nuôi hòa vốn hoặc có công. Giá vịt bơ di mau bán buôn tại trại ở Mê Linh, Hà Nội, Lục Ngạn, Bắc Giang từ 36.000 đồng đến 37.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Giá vịt bầu cánh trắng có nơi ở Thái Nguyên, Nam Định bán được 38.000 đồng mỗi kg, việc tiêu thụ vịt của bà con khá thuận lợi. Trong khi đó, giá vịt siêu nạc dòng cherry bán ở các vùng Bình Dương, Bình Phước, Đồng nai dao động từ 32.000 đồng đến 33.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán buôn tại trại có nơi đạt 55.000 đồng mỗi con. Giá vịt siêu trứng thải loại bán thương phẩm từ 45.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi con. Giá ngan thịt không có biến động, ngan trắng bán ra tại trại ở các vùng miền Bắc dao động trên dưới 50.000 đồng mỗi kg, có nơi chỉ bán được 46.000 đồng mỗi kg ngan non. Giá gà công nghiệp hôm nay, có nơi còn 19.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp bán buôn ở các vùng miền Bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội có nơi chỉ còn 19.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng loại trên 3,3 kg mỗi con bán ra tại trại ở Thái Nguyên cao nhất đạt 20.000 đồng mỗi kg. Việc tiêu thụ gà của bà con khá chậm. Giá gà trắng bán ra tại các trại ở các vùng phía Nam vẫn dưới 10.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta thả vườn giao dịch tại các vùng miền Bắc cao nhất đạt 90.000 đồng đến 95.000 đồng mỗi kg gà sơn tây loại 1 giá từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi kg gà ta thả vườn ở ninh bình hà nam giá gà ta lai nuôi nhốt bằng thức ăn công nghiệp bán tốt mới được trên 50.000 đồng mỗi kg giá gà ta thả vườn bán lẻ tại các trại ở bình phước bình dương cao nhất đạt 90.000 đồng mỗi kg giá gà ta làm sạch bán ở các chợ dân sinh ở hà nội khoảng 140.000 đồng đến 145.000 đồng hàng loại một giá gà ta thường làm sạch hàng cúng lệ bán khoảng 100.000 đồng đến 120.000 đồng mỗi kg. Người nuôi dè dặt tái đàn Sau nhiều ngày tăng giá và trứng ở mức cao, hai ngày trở lại đây, giá vịt thịt bất ngờ quay đầu giảm sâu làm cho nhiều người nuôi không kịp trở tay. Cập nhật giá mặt hàng này tại trại ở các vùng Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc. Chúng tôi thấy giá vịt đã giảm còn dưới 40.000 đồng mỗi kg. Có nơi bà con chỉ bán được vịt với giá 35.000 đến 36.000 đồng mỗi kg. Ông Phạm Văn Mạnh, chủ trại vịt hơn 2.000 con ở Trương Mỹ, Hà Nội cho rằng, nếu giá vịt về mức 35.000 đồng mỗi kg thì gần như người nuôi không có lãi mà thậm chí có hộ bắt đầu bị thua lỗ. Bởi hiện tại chi phí đầu vào, giá thức ăn chăn nuôi đang ở mức cao, kèm theo tình trạng hao hụt đầu con lớn đã làm cho giá thành chăn nuôi bị đội lên nhiều hơn trước. Năm nay gia đình tôi chăn nuôi bết bát quá, các lứa vịt đầu năm liên tục thua lỗ, giờ trông cả vào đàn vịt mới để gỡ lại vốn mà cũng khó cứ đàn này sắp tới chúng sẽ giảm đàn giống xuống để chăn cầm cự thôi, ông Mạnh ngậm ngùi nói. Dù giá một số mặt hàng da cầm đang giảm nhưng theo nhận định của một số chuyên gia chăn nuôi, trước tình trạng người nuôi vẫn rẻ rặt tái đàn như hiện nay có khả năng sang quý 3 và 4 năm 2021, khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, nguồn cung các sản phẩm gia cầm sẽ thiếu hụt sẽ đẩy giá các sản phẩm thịt da cầm, trứng dục dịch tăng theo. Theo tính toán của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, So với cùng kỳ năm 2020, tổng đàn gia cầm cả nước hiện đã giảm khoảng 36,26% từ 512.690 triệu con nay xuống còn 326.769 triệu con. Trong đó, tổng đàn gà từ 409.500 triệu con xuống còn khoảng 266.175 triệu con, giảm 35%. Việt từ 86.563 triệu con xuống còn 60.594 triệu con, giảm 30%, sản lượng trứng từ 16.681 tỷ quả xuống còn 13.345 tỷ quả, giảm 20%. Một số doanh nghiệp trang trại, trại gia cầm ở các tỉnh buộc phải giảm quy mô sản xuất hoặc tạm ngừng tái đàn vì sản xuất kinh doanh thua lỗ. Ông Sơn cho biết, việc thiếu hụt nguồn cung gia cầm có thể dẫn đến tới nguy cơ nhập khẩu các sản phẩm thịt gà đông lạnh gia tăng. Từ năm 2019 đến nay, gà nhập khẩu chiếm khoảng 20% tổng lượng gà tiêu thụ trong nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới người chăn nuôi mà còn có tác động đến an ninh thực phẩm. Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan cần có các biện pháp bình ổn giá thức ăn chăn nuôi và chiến lược lâu dài về chủ động sản xuất các nguyên liệu thức ăn cơ bản. Theo đó, kiến nghị cắt giảm 50% thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và các loại phí lệ phí khác để góp phần kìm hãm đạt tăng giá thức ăn chăn nuôi